Kinh doanh bất động sản với giá không đồng, đây là một thuật ngữ chúng tôi nghĩ rằng không phải là mới. Tuy nhiên, nó vẫn mang lại rất nhiều thắc mắc, tò mò, tạo ra nhiều sự khám phá cho rất nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư không có sẵn nguồn vốn trong tay. Vậy thì thủ thuật kinh doanh bất động sản không cần vốn là như thế nào? Thì ngày hôm nay các chuyên gia của Bidoland chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn và hy vọng những bí quyết kinh doanh bất động sản với giá không đồng sẽ giúp cho quý vị và các bạn, những nhà đầu tư, sẽ có được một khoản lợi nhuận theo đúng kỳ vọng của mình. Xin mời các bạn chúng ta hãy theo dõi ngay bây giờ. Kinh doanh bất động sản đang trở thành một miếng mồi béo bở của các chủ đầu tư bởi giúp kiếm được nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, bạn đừng tưởng những chủ kinh doanh bất động sản đều có nhiều vốn, mà ngay cả khi không có vốn, bạn vẫn có thể bắt đầu được. Và hãy cùng Bidoland tham khảo những thủ thuật mà chúng tôi chia sẻ ngay sau đây. Dù cho bạn đang có vài tỷ trong tay hay không có đồng nào, bạn đều có thể kinh doanh được khi nắm rõ bí quyết kinh doanh bất động sản này. Lời khuyên của những người kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp là bạn đừng bao giờ dùng tiền của mình để mang đi mua bất động sản ưng ý, mà hãy dùng tiền của ngân hàng. Ngân hàng có rất nhiều tiền cho chúng ta vay, họ muốn cho ta vay và ta cần được vay. Và với chính sách vay hiện nay, thậm chí ta có thể vay mua một bất động sản kinh doanh mà không cần một đồng tiền nào của mình. Đó chính là vay thế chấp chính bất động sản mình mua. Bạn dùng đòn bẩy tài chính vay tối đa được 70% giá trị bất động sản. Nhưng nếu có thêm một vài thủ thuật, ta có thể mua bất động sản mà không cần tốn một đồng tiền nào. Bí quyết kinh doanh bất động sản thực ra cũng chỉ có vậy. Nhưng nếu được áp dụng chính xác, bạn có thể gây dựng nên sự nghiệp của mình bằng hai bàn tay trắng. Việc tiếp theo của bạn là hãy làm sao cho các bất động sản của bạn phát sinh thu nhập, chủ yếu là từ việc cho thuê. Chúng ta không chuyên nghiệp trong vấn đề này thì hãy nhờ một đơn vị quản lý bất động sản làm điều đó giúp cho bạn. Họ có thể quản lý mọi thứ liên quan đến bất động sản, từ việc thủ tục mua bán đến tìm người thuê nhà hay sửa nhà. Bạn chỉ việc ngồi ở nhà đến tháng nhận tiền và tính toán những thứ cần thiết. Trong quá trình cho thuê, số thu nhập phát sinh có được dùng để trả tiền lãi ngân hàng và đơn vị quản lý bất động sản. Ta không cần thiết phải có lời, chỉ cần vừa đủ hoặc thậm chí có thể bù thêm chi phí cho các vấn đề trên, tất nhiên trong phạm vi cho phép. Về lâu dài thì giá trị bất động sản càng tăng như chúng ta đã đề cập ở trên. Nếu bán nó, ta sẽ thu được phần giá trị gia tăng của bất động sản, điều chắc chắn có thể xảy ra. Nếu không bán nó, vì sợ mất thuế, bạn có thể nhờ cơ quan định giá bất động sản của ngân hàng định giá lại bất động sản của mình và lấy ra một ít tiền không chịu thuế. Đồng tiền bị mất giá, bạn không phải là người chịu. Vì không phải tiền bạn mà là tiền ngân hàng thì đương nhiên ngân hàng phải chịu. Mà đúng hơn thì ai có tiền đi gửi ngân hàng thì người ấy sẽ chịu sự mất giá của đồng tiền. Tất nhiên những người đó họ đang bị mất tiền mà họ không hề hay biết. Để áp dụng được bí quyết kinh doanh bất động sản như trên, bạn cần phải có một số kỹ năng và giải quyết được một số vấn đề. Những vấn đề này không quá khó khăn với những ai yêu thích kinh doanh bất động sản. Vấn đề thứ nhất bạn cần phải tìm là tìm được bất động sản có khả năng sinh lợi cao. Vấn đề thứ hai bạn phải đối mặt là phải có một số tiền dự trữ sẵn trong tay để đề phòng rủi ro. Bạn đầu tư 3 đồng thì bạn nên có 1 đồng trong nhà. Đó có thể không phải là tiền của bạn, nhưng khi cần thì bạn có thể sử dụng tới nó. Và vấn đề còn lại cuối cùng là bạn tìm đến các đơn vị uy tín để thuê dịch vụ của họ. Bạn đừng mong mình có thể làm được mọi thứ, vì thời đại này là thời đại của mỗi người một việc. Tất nhiên, bạn có thể tự làm được nhưng chắc chắn bạn không chuyên nghiệp bằng họ và chi phí bạn làm có thể cao hơn. Các bạn thân mến, trên đây là chia sẻ của các chuyên gia Bidoland về chủ đề thủ thuật mua bất động sản không đồng. Hy vọng những thủ thuật này có thể giúp cho các nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư không có sẵn vốn, có thể tạo ra lợi nhuận cho riêng mình. Còn bây giờ Bidoland xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.